9 món ăn thuốc bổ dưỡng trị bệnh dễ làm từ thịt gà. Gà là loại gia cầm rất phổ biến trên toàn thế giới. Thịt gà cho chúng ta không chỉ những món ăn ngon khó cưỡng mà còn có tác dụng chữa nhiều bệnh rất hiệu quả. Gà, tên khoa học là Gallus gallus domesticus Brisson, họ Trĩ. Gà là loại gia cầm được nuôi phổ biến trên khắp thế giới. Gà nuôi có nguồn gốc từ gà rừng, được lai tạo và chọn lọc nên rất đa dạng về chủng loại. Tùy theo hình từng giống, hình thái và bộ lông khác nhau, gà ri có thân nhỏ, chân thấp. Gà hồ và đông cảo có thân và chân to khỏe, lông màu vàng đất. Gà áp thân nhỏ, lông trắng không mượt nhưng mắt, da, thịt xương và chân đều đen. Gà tiền thân to, lông xám cho, hơi nâu. Gà trọi thân thon, chân dài, lông đen hay đen đỏ. Các giống gà hiện nay chọn lọc theo hướng lấy trứng lấy thịt hoặc kiêm dụng là vừa lấy trứng vừa lấy thịt. Tuy vậy, các giống gà bản địa vẫn là thực phẩm khoái khẩu và được dùng làm thuốc nhiều hơn, đặc biệt là gà ri và gà ác. Tính vị và công năng. Thịt gà vị ngọt, tính ấm, không độc. Bạch kê điều hòa kỳ vị. Hoàng kê chữa bệnh đường tiêu hóa. Gian hồng kê làm ấm dạ dày, ấm phổi, chữa bệnh về huyết. Ok bổ tỳ, điều hòa khí huyết, chữa thận yếu, phong thấp và bồi dưỡng phụ nữ sau khi đẻ. Kê tử vị ngọt tính bình. Bổ chung giải độc an thai. Phượng hoàng y vị ngọt nhạt, tính bình, mùi hơi tanh, nhuận phế giảm ho. Kê đảm vị đắng, tính hàn, giảm ho long đờm tiêu độc. Kê nội kim vị ngọt mặn, tính bình, bổ tỳ, giúp tiêu hóa, chống nôn, hàn vết loét. Kê cước vị ngọt, tính ấm, có tác dụng cầm máu, chữa chân tay run rẩy, đi không vững. Kê đảm vị mặn đắng, tính ấm, bổ huyết bổ gan. Có rất nhiều bộ phận của gà được dân gian và y học cổ truyền dùng làm thuốc. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi chỉ giới hạn thịt gà làm thực phẩm chữa bệnh và làm thuốc. Một số món ăn thuốc từ thịt gà. Thứ nhất, gà hầm sâm quy, thành phần gồm gà giò một con, nhân sâm, đương quy, muối ăn, mỗi thứ đều 15g. Cách làm, gà làm sạch, luộc chín, lóc bỏ xương, cho nhân sâm và đương quy cùng với muối ăn và hầm chín nhừ, ăn hết trong một vài lần. Có tác dụng, dùng cho các bệnh nhân nôn ói ra thức ăn, ăn vào nôn ra, viêm gan, phụ nữ sau nạo thai và sau đẻ. Thứ hai, gà hầm sâm hồi xuyên tiêu, thành phần gồm gà một con, nhân sâm 10g, tiểu hồi 10g, xuyên tiêu 6g. Cách làm như sau, gà làm sạch, cho các vị thuốc cùng với chút rượu, đường, dầu, mắm, gia vị vào bụng gà buộc lại, thêm nước, hầm cách thủy và ăn khi đói. Có tác dụng dùng cho các bệnh nhân đau bụng, đầy hơi, mệt mỏi. Thứ ba, gà hầm thảo quả bột nghệ hồ tiêu vỏ quýt. Thành phần gồm gà trống một con, thảo quả 2 quả, bột nghệ 3g hoặc có thể dùng nghệ tươi, hồ tiêu 6g, vỏ quýt 3g, thêm hành, giấm, nước mắm và lượng nước thích hợp, nấu như ăn khi đói, có tác dụng dùng cho các trường hợp suy nhược cơ thể. Thứ tư, gà hấp hoàng kỳ, gà mái giò một con, hoàng kỳ 60g. Cách làm, gà làm sạch, cho vào nồi hấp cùng hoàng kỳ, thêm gừng, hành, muối, gia vị, hầm trong 3 giờ, có tác dụng dùng cho các trường hợp xa dạ dày, xa thận, xa trực tràng, xa tử cung. Thứ năm, gà sống hầm rượu. Gà sống một con, làm sạch, cho rượu vào hầm chín, dùng cho các trường hợp thận hư, ù tai, chóng mặt. Thứ sáu, hoàng thư kê mễ phạn. Thành phần gồm gà mái lông vàng, hay gọi là hoàng thư kê, một con, gạo trắng là mễ phạn, và bách hợp với một lượng thích hợp. Cách làm, gà làm sạch bỏ ruột, cho gạo vào bách hợp và bụng gà khâu lại, thêm nước với gia vị, nấu chín. Có tác dụng dùng cho các trường hợp suy nhược gầy còm, huyết hư sau đẻ. Thứ bảy, gà kho riềng. Gà trống một con, riềng, thảo quả mỗi thứ 6g, chân bì, hồ tiêu mỗi thứ 3g,
Cách làm: gà làm sạch chặt khúc, cắt dược liệu cho vào túi vải xô, thêm nước, hành, giấm, gia vị. Đun nhỏ lửa cho chín nhừ, chia ra ăn làm nhiều lần, có tác dụng dùng cho các trường hợp suy nhược, ăn kém, chậm tiêu, đau bụng. Thứ 8. Gà hầm. Thành phần gồm: gà mái ri lông vàng hay gọi là hoàng kim kê 1 con, xích tiểu đậu 30g, thảo quả 3g. Cách làm: gà làm sạch, tất cả cho vào nồi, thêm nước, muối, mắm, gừng tươi, hành sống. Đun to lửa cho sôi, đun nhỏ lửa cho chín nhừ, chia ăn làm nhiều lần. Có tác dụng cho các trường hợp thiểu dưỡng gây phù mặt và chân tay. Thứ 9. Gà thập cẩm. Thành phần gồm: thịt gà trống hay còn gọi là hoàng hùng kê 150g, bột mì 210g, hành củ 15g, bột tiêu, gừng và các gia vị khác có liều lượng thích hợp. Cách làm: thịt gà cùng với hành tiêu, gừng và các gia vị khác được băm trộn sẵn để làm nhân. Bột mì thêm nước nhào trộn, cán thành bánh. Làm bánh có nhân là thịt gà cùng gia vị. Luộc hay hấp chín làm bữa ăn chính ăn khi đói, ngày một lần trong một đợt từ 5 đến 10 ngày. Có tác dụng dùng cho những người cao tuổi, tỳ vị hư nhược, gầy còm, da khô nhẽo. Bộ phận làm thuốc. Thịt gà hay gọi là kê nhục, thịt gà trống, hùng kê nhục, thịt gà mái, thư kê nhục, gà lông trắng, bạch kê, gà lông vàng, hoàng kê, gà lông đen, ô kê, gà lông đỏ, đan hồng kê. Trứng gà hay gọi là kê tử, gồm có lòng trắng trứng, kê tử bạch, lòng đỏ trứng, kê tử hoàng, vỏ trứng, kê tử sáp, màng mỏng trong vỏ trứng, phương hoàng y, phượng thoát. Mật gà hay còn gọi là kê đảm. Màng mề gà hay gọi là kê nội kim hoặc là kê hoàng bì. Xương gà là kê cốt. Chân gà, kê cước. Gan gà là kê can.